nhưng mà người bán có nhiều thôi. Đây thỉnh thoảng Việt kiều ở Mỹ về có cái thằng ấy nó cứ bảo lấy em nó về là nó cứ chạy ra nó mua cho mua chứ. Đây cô bán thì mấy giờ đến giờ không? Hồi bé hồi nó không chín rồi, không đáng không được. Hôm bây giờ cũng chưa bán gì. Hai bà trai một chị nói vào đây làm ăn. Ờ, chị quay làm luôn chứ nó không được nữa cả. Nó chín. Trái dưới này. Một trái dưới. Cây bé là một trái dưới, còn trái to là hai trái. Ờ. Trái ngay này. Trái to này là một trái cái này. Trái này. Đấy. Quả to này là cứ một trái một quả. Quả bé tí cô lại phải ghép. Còn giữ miền Tây hết con ơi. Đây cô bán từ mấy giờ đến giờ cô bán? Bán buổi sáng hết trận. Đây quả nhỏ này cô phải làm quả rưỡi rồi nè. Một quả với nửa quả. Chứ người ta thì làm một quả nhỏ, nó còn một quả nhỏ. Chưa làm nha, đường này chưa làm cơ. Làm mấy lần đấy chứ mà bán ở đây kia nha. Cái quả dưới này mà chốc vào lên hình thì đẹp lắm. Chứ người ta không làm cái này đâu, người ta có kẹp kẹp cái bé tí mà. Người ta nó nguội cái này nó không giòn, cái đây thoải mái rồi còn lâu. Có mà có tài này có bỏ trong cái tủ lạnh cái gì còn đến mai nó vẫn còn. Vẫn còn như thế này. Đấy, quả chuối nó vàng óng thế này nó đẹp. Họ chị
Chien cái cứ chua ghen trời. Làm sao mà làm cái này đâu, sao đâu, đố làm cái này. Đẹp quá hả? Quy trình là xong một mẻ chuối đấy. Đấy, quay cái này có đẹp không? Con gái ăn học xong được vợ cả trời.
tiền mà. Mà ăn thử cái chuối nhà cô cho nó ra làm sao. Nó giòn nhưng mà nó phải đừng khô. Bột nó giòn đấy, nó tùy, nó phải ngon ở cái bột đấy, chứ còn thì chuối nào cũng vậy thôi, nó ngon ở cách pha chế bột.